Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông tin, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hoạt động truyền đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời của một nhóm người trên địa bàn. Trước đó, qua nguồn tin tố giác của người dân, về việc nhóm người tổ chức truyền đạo trái phép tại nhà riêng, tổ 10, khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ. Công an thị xã Phú Mỹ đã vào cuộc điều tra xác minh. Qua xác minh, chủ sở hữu căn nhà tổ chức truyền đạo trái phép do bà Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1979, thường trú tại tổ 10, khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, sở hữu. Sau đó, căn nhà này được bà Nguyễn Thị Thủy cho ông Phạm Văn Bách và vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, thuê lại từ tháng 2 năm 2024. Tiếp đó, vợ chồng Bách cho ông Nguyễn Đình Quốc, sinh năm 1994, quê Đắk Lắk và ông Trần Thiên Trương, khoảng 34 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh ở cùng. Theo công an thị xã Phù Mỹ, căn nhà tổ chức chuyển đạo trái phép được khóa kín, không thể mở cửa từ bên ngoài, có lắp đặt camera an ninh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm chuyển đạo trái phép có 21 người. Trong đó có hai trẻ em dưới 6 tuổi, đang tổ chức sinh hoạt các nội dung và hình thức liên quan đến hội thánh Đức Chúa Trời. Điều đáng nói, trong nhóm này có ông Nguyễn Đăng S, sinh năm 1962, ngụ xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, nguyên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã Tóc Tiên và bà Lê Thủy A, sinh năm 1971, ngụ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, đang là giáo viên trường trung học cơ sở Phú Mỹ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người này sử dụng 11 cuốn sách kinh thánh một laptop, một màn hình tivi để phục vụ việc truyền đạo hội thánh đức chúa trời. Theo những người tham gia buổi truyền đạo trái phép, ông Phạm Văn Bách là người đứng ra tổ chức các buổi giảng đạo tại căn nhà nêu trên. Cụ thể, nhóm người được Phạm Văn Bách, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Đình Quốc và một số người khác giới thiệu tham gia các buổi tư vấn về thực phẩm chức năng và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Sau đó, lồng ghép nghiên cứu đọc kinh thánh, xem các bộ phim về chiến tranh Hàn Quốc, về đức chúa trời. Làm việc với cơ quan điều tra Phạm Văn Bách và các thành viên trong nhóm đều thừa nhận việc tổ chức việc sinh hoạt có yếu tố tôn giáo nhưng chưa xin phép cơ quan nhà nước, trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, cả ông Bách và các thành viên trong nhóm truyền đạo không thừa nhận tham gia tuyên truyền trái phép về hội thánh Đức Chúa Trời. Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan điều tra công an thị xã Phú Mỹ xác nhận đây là một nhóm hoạt động liên quan đến hội thánh Đức Chúa Trời do Phạm Văn Bách cầm đầu, còn Nguyễn Thị Thanh Thủy và một số người khác tham gia với vai trò giúp sức. Đặc biệt, nhóm người này hoạt động tinh vi, Thông qua nhóm kín trên Zalo hoặc ứng dụng phần mềm trực tuyến Zoom để tổ chức truyền đạo online nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Con mồi mà nhóm truyền đạo này nhắm đến là những người thân quen, khách hàng, người có hoàn cảnh khó khăn, gặp vấn đề về sức khỏe để lợi dụng việc tư vấn các sản phẩm thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe để lồng ghép nội dung tuyên truyền trái phép về hội thánh Đức Chúa Trời theo mô hình đa cấp.